Xin chào các anh em. Thông thường khi đệm hát cho một ca khúc nào đó ở chủ âm la thứ hoặc la trưởng, chúng ta đánh những thế bấm ở vị trí đầu cần đàn. Đặc biệt, giai điệu ở đoạn phiên khúc, nếu như các anh em đệm rải với tiết tấu slow rock, Boston, bolero hoặc pop ballad, thì không nhất thiết chúng ta phải bấm đầy đủ. Ví dụ là thứ, pha trưởng, son trưởng, đô trưởng, vân vân, với chủ âm la thứ. Hoặc với chủ âm la trưởng thì không nhất thiết chúng ta phải bấm pha thăng thứ thế này, si thứ, vân vân. Hôm nay Thắng muốn chia sẻ đến các anh em những thế bấm rất đơn giản, khi các anh em chỉ việc bấm một nốt la ở vị trí dây 3 ngăn 2. Chúng ta sẽ có tổng cộng 9 hợp âm xoay quanh cái nốt la này. Các anh em bấm nốt la đi kèm với dây C, dây mí. Còn lại dây 4, dây 5, dây 6, chúng ta sẽ đánh những nốt bass, nốt chủ âm của những hợp âm xoay quanh cái nốt la này. Điều này giúp các anh em khi đệm hát, đặc biệt là ở đoạn phiên khúc đó, nếu như chúng ta đệm rải thì chúng ta sẽ đơn giản về mặt thế bấm để chúng ta dư ngón tay và chúng ta sẽ tạo ra câu bát, hoặc ở những nốt trên cao chúng ta có thể nhấn nhá để trở lại những cái hợp âm căn bản xoay quanh cái nốt la này, hoặc có những câu lót, vân vân. Các anh em bấm nốt la và bây giờ Thắng sẽ đánh 9 hợp âm trước rồi sau đó Thắng sẽ giải thích. Đầu tiên sẽ bát la với hợp âm thứ nhất đi kèm với nốt la dây si dây mi, và Thắng sẽ đọc theo thứ tự là si do re mi fa son. Đó là những nốt bát. Thì vừa rồi những nốt căn bản chúng ta có 7 hợp âm, 2 hợp âm còn lại đó là các anh em bát đô thăng trên dây 5 ngăn 4 và bát pha thăng trên dây 6 ngăn 2 để có thêm 2 hợp âm nữa xoay quanh cái nốt la này. Chúng ta sẽ có tổng cộng 9 hợp âm. Hợp âm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, hợp âm vừa rồi. Nếu như các anh em biết nhạc lý, chúng ta tính bật nó sẽ ra. Còn những anh em nào không nắm vững về nhạc lý thì Thắng khuyên khi xem video các anh em nên ghi lại để chúng ta nhớ. Đầu tiên bát la sẽ là hợp âm la sus 2. Tiếp theo bát si. Bát đô, đô mi giơ 6, bát đô thăng, hợp âm la át 9 bát đô thăng. Tiếp theo chúng ta bát rê thì các anh em đánh dây rê, dây số 4, rê la si, hợp âm rê 6 sút 2. Tiếp theo chúng ta bắt mì trên dây số 6, hợp âm mi sút 4, pha la si mi. Đây là thế bấm rất đơn giản nhưng tên gọi rất phức tạp, pha mi giơ 7 át thăng 11. Hoặc chúng ta có thể đọc gọn hơn, hợp âm pha mi giơ 7 giáng 5.
anh em thấy đó. Tên gọi rất dài và tưởng đâu bấm rất phức tạp, nhưng thực ra lại rất đơn giản, chỉ việc có hai ngón tay mà thôi. Pha mấy giờ 7 giang 5. Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt pha thăng trên dây 6 ngăn 2. Hợp âm pha thăng thứ 7, át 11. Cuối cùng, hợp âm thứ 9, chúng ta bắt son. Hợp âm son 6-9. Với một nốt la ở đây, thì chúng ta nếu như cảm âm tốt về mặt giai điệu, thì chúng ta có thể suy ra những hợp âm căn bản xoay quanh cái nốt la này. Đây là la suốt 2. Nếu như các anh em đánh la thứ thì chỉ việc thêm vào nốt đô ở đây. Đánh la trưởng thì chúng ta chỉ việc thêm vào nốt đô thăng. Còn nếu mà thêm vào nốt pha thăng trên dây 1 ngăn 2 ở đây, thay vì bấm 3 ngón thì chúng ta chỉ việc chặn 1 ngón thôi. Bấm la 6. Tiếp theo, nếu như đi lên nốt son ở đây thì đó là la 7. Và bình thường các anh em hãy bấm chặn như thế này luôn. Thì vừa rồi Thắng làm vài ví dụ những hợp âm căn bản còn lại khi chúng ta suy ra từ nốt la này, chứ không nhất thiết lúc nào đệm hát theo cái hướng dẫn của Thắng mà chúng ta chỉ việc bấm có một nốt la này. Tùy theo giai điệu bài nha, Thắng nhắc lại, nếu như giai điệu bài hát, đặc biệt là ở đoạn phiên khúc, nốt giai điệu không ảnh hưởng gì đến cái nốt mà xác định trưởng hay thứ của cái hợp âm có cái nốt la này, thì chúng ta hãy đơn giản. Đó. Thắng nhắc lại như thế. La suốt 2. Si bay si bô. Với cái nốt si này, các anh em đang bấm. Bây giờ Thắng đổi ngón lại nè. Nốt si, nốt la, e si. Nếu như các anh em dùng ngón út thêm vào nốt rê ở đây, đây sẽ là hợp âm si thứ 7, át 11. Lại vấn đề với một nốt la và bass si thì đó là si 7 suốt 4. Tiếp theo, bass đô với nốt la này thì đây là đô major 6. Còn nếu như các anh em đánh đô major 7 thì chúng ta tháo cái nốt la này ra, bấm vào nốt mi ở dây 4 ngăn 2, đơn giản. Hoặc đánh đô trưởng thì thêm vào nốt đô ở đây. Tiếp theo, với nốt bass đô thăng, đây là thế bấm của hợp âm la trưởng át 9 bát đô thăng, và chúng ta sẽ đọc đơn giản la át 9 bát đô thăng. Tiếp theo, nếu như các anh em bát rê thì đây sẽ là hợp âm rê 6 suốt 2. Nếu như chúng ta muốn bấm rê trưởng thì các anh em thêm vào hai nốt để chúng ta có rê trưởng như thế này, hoặc bấm chặn ngón trỏ ở ngăn 1 đi kèm với nốt đô này và nốt phá ở dưới rê thứ 7, hoặc thêm vào nốt rê đây, đây là rê thứ, buông cái nốt rê này ra, nốt si là bậc 6, còn nốt pha này xác định thứ thì đây sẽ là rê thứ 6. Nốt pha này đi lên nửa cung, nốt pha thăng ở đây xác định trưởng thì đây sẽ là rê trưởng 6, mà chúng ta sẽ đọc đơn giản là rê 6. Còn bấm thêm nốt đô ở đây thì đó là thế bấm mà Thắng tin các anh em đã biết, rê 7. Nếu như chúng ta bấm chặn một ngón ở đây, lúc nãy Thắng có nói nếu bắt là thì đây sẽ là bấm la 6, còn bây giờ chúng ta đang bắt rê mà thì đây sẽ là rê major 7. Các anh em thấy đó, rất nhiều hợp âm khi chúng ta suy ra. Còn trở lại vấn đề trong video hôm nay, Thắng muốn nói đến đó là chỉ việc một nốt la mà thôi, là si mi. Chúng ta đang bắt rê thì Thắng nhắc lại đó là rê 6 suốt 2. Tiếp theo, chúng ta bắt mi thì đây
14. Nếu như các anh em bắt pha, fa, fa, si, mi, hợp âm fa, mi, giữa 7 giáng 5. Lúc nãy Thắng có nói tên gọi dài, tưởng đâu thế bấm phức tạp nhưng lại rất đơn giản với nốt fa và nốt la mà thôi. Fa, mi, giữa 7 giáng 5 hoặc fa, mi, giữa 7 át thăng 11. Nếu như chúng ta thêm vào nốt rê ở đây, rê thứ át 9 bát pha, trở lại vấn đề với một nốt la ở đây, bát pha thì pha mê giơ 7 giáng 5. Chúng ta tiếp tục với bát pha thăng. Đây sẽ là thế bấm của hợp âm pha thăng thứ 7 át 11. Pha thăng tương tự như hợp âm trước đó là chúng ta bắt pha đó. Bây giờ các anh em theo vào nốt rê ở đây thì sẽ là rê trưởng át 9 bắt pha thăng. Ở đây là rê thứ át 9 bắt pha, thì đây là rê trưởng át 9 bắt pha thăng. Và trong các video Thắng hay bấm như thế này, chỉ việc đổi ngón lại cho nó thuận tay mà thôi. Rồi trở lại vấn đề, tháo nốt rê này ra. Fa thăng thứ 7 át 11. Nếu như chúng ta thêm vào nốt đô ở đây, fa, la, đô, mi, fa thăng thứ 7 giáng 5. Chỉ vậy. Còn nếu như chúng ta thêm vào nốt đô thăng trên dây 2 ngăn 2, có nghĩa là các anh em bấm nốt đô thăng bằng ngón út. Fa, la, đô thăng và mi. Thì đây sẽ là hợp âm fa thăng thứ 7. Thay vì các anh em bấm pha thăng thứ 7 như thế này, phải bấm chặt. Thắng có gợi ý từ đầu video, nếu như bài hát ở tiết tấu đệm rãi thì chúng ta sẽ có pha thăng thứ 7 như trên màn hình. Pha, la, đô thăng và mi. Đơn giản hơn. Lại vấn đề nốt pha thăng, nốt la, dây si, dây mi, pha thăng thứ 7 át 11. Cuối cùng chúng ta bắt son, son, la, si, mi. Đây sẽ là thế bấm của hợp âm son 6 9. Cái nốt 9 chính là cái nốt la này, còn dây mi là bậc 6 của son thì mới gọi là son 6 9. Nếu như các anh em dùng ngón út bấm thêm vào nốt son ở đây thì chúng ta sẽ có hợp âm son trưởng át 9. Chúng ta có thể suy ra những hợp âm đơn giản hơn. Nếu như buông ra luôn một dây trên và ba dây dưới, đó là hợp âm son 6. Pha đây son 7, đi lên nốt pha thăng sẽ là hợp âm son major 7. Các anh em thấy đó, chỉ việc với một nốt la đọc theo nốt bass căn bản mà từ đầu video Thắng có đệm đó, la, có thể xem như một bài tập luyện ngón theo cái kiểu đánh vừa rồi. Và từ cái nốt la này chúng ta suy ra rất nhiều hợp âm căn bản. Thắng muốn bổ sung thêm chỗ này với nốt bass si. Đi lên nốt rê đây sẽ là si thứ 7 át 11. Còn chúng ta thêm vào nốt pha ở đây sẽ là hợp âm
Si thứ bảy dáng năm. Thay vì chúng ta hay bấm theo thói quen hợp âm si thứ bảy dáng năm ở vị trí như thế này, bây giờ chúng ta có cái thế bấm như thế này nữa. Hợp âm này còn có một tên gọi khác, đó là rê thứ. Ba nốt ở dưới này là rê phá, là rê thứ đó, và bát si. Thì si là sáu của rê, đây sẽ là hợp âm rê thứ sáu bát si. Còn chúng ta gọi nốt si này là nốt chủ âm thì sẽ là thế bấm của hợp âm si thứ bảy dáng năm. Gọi như thế nào thì tùy thuộc vào chủ âm của bài hát ấy hoặc những hợp âm trước đó. Bây giờ Thắng sẽ minh họa một vài ví dụ nha. Ca khúc Điều Giản Dị, chủ âm la trưởng. Bình thường chúng ta hay đệm dịu dàng hạt nắng, la trưởng đưa nhẹ trên tóc đô thăng thư, đôi môi em rê trưởng gửi bao khát khao mì bảy, mắt em vơi vợi si thứ đăm đăm chơi ca. Còn bây giờ chúng ta sẽ áp dụng những thế bấm xoay quanh nốt la. Dịu dàng hạt nắng, la số 2. Đùa nhẹ trên tóc, chúng ta chỉ việc bát đô thăng để có thế bấm của hợp âm la trưởng át 9 bát đô thăng. Đùa nhẹ trên áo, đôi môi em, thì nốt giai điệu là nốt pha thăng, thì chúng ta bấm rê trưởng đơn giản rồi. Gửi bao khát khao, thay vì về mi 7 bấm đầy đủ như thế này, chúng ta chỉ việc bấm một nốt son thăng bát mi đi kèm với ba dây ở dưới, đó là mi trưởng. Mắt em vơi vơi si thứ, thì chúng ta hãy đơn giản hơn bằng thế bấm của si thứ 7 át 11. Mắt em vơi vơi đăm đăm trời cao, trở về la trưởng thì các anh em có thể bấm la số 2. Dịu dàng hạt nắng, đùa nhẹ trên áo, đôi môi em gửi bao khát khao, mắt em vơi vơi đăm đăm trời cao. Ít nhất chúng ta cũng giải quyết được một phần nào đó về mặt giai điệu với những hợp âm đơn giản. Điều còn lại Thắng rất mong muốn các anh em có thể làm được. Thắng chỉ ví dụ như đó thôi. Một bài hát nữa ở giọng trưởng nhưng không phải là la trưởng, đó là rê trưởng, thì chúng ta cũng có thể áp dụng được. Ví dụ bài Xuân Này Con Không Về. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, chỗ này chúng ta nếu như thích cái màu nó ra một chút thì cái này là hắn gợi ý nha, chứ không phải áp đặt. Chúng ta có thể đi lùi về nốt đô bình ở đây với hợp âm đô major 6, để rồi sau đó chúng ta đi lùi từ nốt đô bình này về nốt si với hợp âm si thứ 7 át 11. Ba hợp âm này la trưởng át 9 bát đô thăng. Tiếp theo bát đô, đô major 6 bát si, si thứ 7 át 11 với cái câu đầu tiên. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, một ví dụ tiếp theo ở chủ âm là thứ. Ví dụ ca khúc Về Quê. Theo em anh thì về, thăm lại miền quê pha đường, nơi có một son trưởng trên đê đô trưởng, có hàng tre mi thứ du khi chiều về, có hàng tre du khi chiều về nè. Thì chúng ta sẽ đánh những hợp âm với một nốt la này mà thôi. Theo em thì thăm lại miền quê, nơi có một chiến tranh, có
thì chỉ việc thêm vào nốt đô ở đây. Theo em, la số 2. Theo em anh thì về, có thể đánh đô major 6. Thăm lại pha major 7 giáng 5. Miền quê pha thăng thứ 7 át 11. Nơi có một bát son với hợp âm son 69. Chiên đê đô major 6. Ca khúc Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng, thay vì các anh em đệm. Ai tìm ai trên phố vắng, ngược lối cơn mưa chiều răng răng. Ai tìm ai dưới trăng, nghiêng bóng ngó dài vàng vàng. Thì chúng ta có thể đơn giản hơn. Đầu tiên, các anh em bấm nốt la và phải thêm vào đây nốt đô. Bởi nốt giai điệu có cái nốt đô thì chúng ta không thể nào mà đánh la số 2 được. Chúng ta phải đánh la thứ. Với thế bấm đơn giản. Ai tìm ai trên phố vắng, ngược lối. Thay vì đánh mi thứ thì chúng ta bắt mi với hợp âm mi sus 4. Ngược lối cơn mưa chiều răng răng. Ai tìm ai, thay vì phải bấm nguyên hợp âm pha trưởng có thể đánh pha major 7 giáng 5 với nốt pha và nốt la. Ai tìm ai dưới trăng. Sau đó thay vì son trưởng thì chúng ta chỉ việc bắt son thôi với cái câu ai tìm ai dưới trăng. Ai tìm ai dưới trăng, nghiêng bóng. Với chữ nghiêng bóng thì chúng ta có thể đánh hợp âm đô major 6. Còn các anh em không thích thì chúng ta trở lại đô major 7 hoặc đô trưởng. Nghiêng bóng ngó dài vằng vằng, nghiêng bóng ngó dài vằng vằng, hoặc đô major 7 nghiêng bóng ngó dài vằng vằng. Những gì còn lại thì chúng ta có thể suy ra, bởi ca khúc này Thắng đã từng hướng dẫn rồi. Một ca khúc nhạc nước ngoài rất nổi tiếng, Hello của nhạc sĩ Lionel Richie. Ở phiên khúc, người ta đánh la son fa lặp đi lặp lại nhiều lần với cái thế bấm như thế này. I've been alone with you inside my mind. Còn bây giờ chúng ta sẽ đánh khác đi, nhưng vẫn là cái chất đó, chỉ việc bấm một nốt la này mà thôi. I've been alone with you inside my mind. Chúng ta cũng có thể làm điều tương tự. Hello, is it me you're looking for? Chúng ta về la sus 2 hoặc có thể thêm vào nốt đô thăng ở đây, vừa la sus 2 và sau đó sẽ là la trưởng. Tất nhiên ở đoạn điệp khúc sẽ đánh những hợp âm với những thế bấm đầy đủ. Ít nhất chúng ta cũng đã áp dụng đánh được ở đoạn phiên khúc đó. Một ca khúc nữa của Phạm Quỳnh Anh, Hello Việt Nam. Nếu như các anh em đệm ở giọng nữ với chủ âm la thứ thì chúng ta cũng có thể áp dụng những thế bấm đơn giản. Thay vì Tell me all about this now. Difficult to see. It's forgiven me the day I was born. Thì bây giờ chúng ta đánh đơn giản. Tell me all about this now. And it's difficult to say. It's forgiven me the day I was born.
lạc, chứ không nhất thiết lúc nào chúng ta cũng lạm dụng chỉ một nốt la này. Thắng gợi ý chỉ là như vậy. Ít nhất khi các anh em nắm vững 9 hợp âm xoay quanh nốt la, và chúng ta nếu như cảm âm tốt về mặt giai điệu dành cho một ca khúc nào đó ở chủ âm la thứ hoặc la trưởng với những thế bấm, thay vì chúng ta phải bấm đầy đủ ở đầu cần đàn, thì bây giờ chúng ta sẽ đơn giản bớt về mặt ngón bấm. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo của Thắng Trần.